Du lịch Phú Quốc chưa thể hồi phục sau giãn cách xã hội. Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, du lịch Phú Quốc chưa thể hồi phục do tâm lý của người dân còn lo ngại. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi được phép tổ chức đón và phục vụ khách du lịch sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, thì các đơn vị kinh doanh du lịch đã tiến hành khử trùng, vệ sinh, trang trí cảnh quan tại đơn vị, các điểm tham quan, khu vui chơi giải trí. Để đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là trong điều kiện cả nước chưa công bố hết dịch. Các đơn vị kinh doanh du lịch đã trang bị máy thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn để phục vụ du khách. Theo thống kê từ các địa phương vùng du lịch trọng điểm, trong 4 ngày từ ngày, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, tổng lượt khách đến các tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt hơn 36.000 lượt khách, bằng 13,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 1.536 lượt khách, bằng 27,7% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đa số là khách đã tạm trú trên địa bàn, từ khi có dịch bệnh Covid-19 đến nay chưa về nước. Không có khách quốc tế mới, khách lưu trú 10.000 lượt, bằng 21,4% so với cùng kỳ. Khách tham quan các khu, điểm du lịch gần 26.000 lượt, chỉ bằng 11,8% so với cùng kỳ. Nhìn chung, khách du lịch đã bắt đầu quay trở lại dịp lễ 30 tháng 4 đến 1 tháng 5. Các đơn vị kinh doanh du lịch đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế địa phương. Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Kiên Giang, lượng khách đến tham quan du lịch còn rất ít do tâm lý lo ngại dịch bệnh, chưa có cảm giác an toàn. Do mới tập trung lao động sản xuất trở lại, khả năng tài chính hạn chế do ngừng việc thời gian dài, trong khi nhiều dịch vụ bổ trợ cho hoạt động du lịch chưa hoạt động trở lại. Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, quý 1 xuyệt 2020, tổng lượt khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh khoảng 2 triệu lượt khách giảm 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 140.